Vâng, xin chào bạn. Lại là mình đây, Phong đây, Phong Cảnh đây. Thì trong video ngày hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một nhân vật mới, đó chính là Nam nhá. Các bạn hãy gọi mình là Nam, mình tên là Trần Văn Nọng. Nhưng mà nó không có nọng. Có nọng á? Không có. Có nhiều. Không có. Thôi được rồi. Đoạn video đằng sau này thì Nam sẽ lên hình nhá. Mình đi ra chỗ khác này. Hey yo, what's up? Chào mừng anh em đã quay trở lại với Tokyo Camera. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu review một nhân vật mới của Tokyo, chính là Nam. Chào các bạn, mình tên Nam. Các bạn có thể gọi mình là Trần Văn Nọng. Ok, đấy là nickname của mình. Nhưng mà nó không có nọng. Có mà, nhiều. Không có. Xem đoạn video tình huống vừa rồi thì anh em có thể thấy điểm hạn chế khi mà chúng ta chỉ sử dụng một chiếc micro lúc quay hai hoặc là nhiều người. Cách giải quyết ra sao? Chúng ta phải sử dụng hai chiếc micro, và trên tay mình đây là hai chiếc micro của bộ sản phẩm Rode Wireless Go 2, phiên bản thứ 2 của nhà Rode. Ok, và trong video này thì mình sẽ chia sẻ với anh em trải nghiệm của mình về chiếc Rode 2 này nhé. Let's go. Về phần thiết kế thì nó cũng không khác quá nhiều so với phiên bản tiền nhiệm. Nhưng mà mình thấy là ở phần trước này nó có một chút thay đổi về bố cục sắp xếp chữ, nhìn nó bắt mắt hơn. Ở phía trên đây thì tất nhiên rồi, phần micro thu âm. Bên cạnh đó là một cổng để anh em có thể kết nối micro line in như là shotgun hay là cài áo vân vân. Nhưng đáng tiếc một điều đó là nhà Rode lại không trang bị cho chúng ta một chiếc micro ngoài nào cả. Nếu anh em muốn sử dụng tính năng này, bắt buộc anh em phải mua thêm. Và để đảm bảo âm thanh được tốt nhất thì mình khuyến khích anh em nên sử dụng các sản phẩm của nhà Rode để nó đồng bộ nhé. Bên cạnh đây thì chúng ta sẽ có một cổng USB Type-C để anh em có thể vừa sạc sản phẩm cũng như là kết nối với máy tính hay là laptop của chúng ta. Dưới đây thì sẽ là nút Mute, Unmute và nút nguồn. Về chiếc kẹp này thì mình đánh giá Rode đã làm cho chúng ta một chiếc kẹp khá là chắc chắn khi mà có miếng đệm và có bánh răng ở dưới này. Anh có thể kẹp trên cổ áo anh em mà không sợ bị rớt trụng. Về độ nặng của chiếc micro này thì mình đánh giá nó không quá nặng. Nhưng mà nếu anh em không cẩn thận kẹp thì nó sẽ bị kéo cái cổ áo của anh em xuống. Thì cách khắc phục ra sao? Mình sẽ kẹp ngược ở bên trong như này nhá. Vừa giấu chiếc micro, vừa đảm bảo là nó sẽ không kéo cổ áo của anh em xuống. Phần mic thì nó vẫn được hướng lên trên, mình có thể thu âm một cách dễ dàng hơn. Rồi, nói về bộ nhận tín hiệu này thì nó có thiết kế khá là giống với hai chiếc micro trên. Chúng ta sẽ có thêm một màn hình hiển thị trạng thái cũng như là chế độ của hai chiếc micro này. Về việc điều chỉnh trạng thái cũng như là chế độ thì chúng ta sẽ sử dụng hai phím ở đây. Đổi chế độ mono sang stereo hoặc là ngược lại, chúng ta sẽ giữ hai phím đây nhé. Tiếp đến là về phần phụ kiện thì chúng ta sẽ có một cái jack kết nối giữa bộ receiver và cái máy ảnh của anh em. Ở đây thì chúng ta sẽ có một dạng dây dẹt và làm khá là cứng để chúng ta có thể cố định được hình dáng của dây. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có bông lọc gió. Và điểm nâng cấp của bông lọc gió này đó chính là phần khớp kết nối. Ở đây nhà Rode của chúng ta đã thiết kế một cái khớp kết nối tròn này. Nó chắc chắn hơn nhiều so với việc là chúng ta sử dụng hai cái lẫy để cố định. Cái lẫy cố định đấy nó sẽ rất là dễ rớt. Nhưng mà với cái khớp tròn này anh em chỉ cần cắm vào xoay ra chiều kim đồng hồ, cực kỳ chắc chắn luôn. Bây giờ thì mình sẽ làm một bài test để so sánh phần chất âm của chiếc máy ghi âm mình đang sử dụng và chiếc micro Rode Wireless Go 2 này. Anh em cùng đánh giá nhé. Hiện tại thì mình đang sử dụng chiếc micro của nhà Rode, đó là chiếc Rode Wireless Go 2. Anh em đánh giá chất âm ra sao? Ok, và bây giờ thì mình sẽ đổi sang chiếc máy ghi âm của mình đang sử dụng, đó là chiếc máy ghi âm Sony này. Anh em thưởng thức nhé. Hiện tại thì mình đang thu âm bằng chiếc máy ghi âm Sony mà mình thường sử dụng. Anh em đánh giá chất âm nhé, nhớ comment phía bên dưới để cùng bàn luận. Rồi, cá nhân mình thấy thì trên chiếc micro này nó được trang bị tính năng DAC nên là chất âm của nó sẽ ấm và trầm hơn. Anh em nghe thì sẽ cảm giác nó bắt tai hơn rất là nhiều so với chiếc máy ghi âm kia. Ngoài ra thì trên chiếc micro này chúng ta còn có thêm một bộ nhớ đệm nữa để anh em có thể backup file nếu mà âm thanh của chúng ta bị lỗi lúc đang quay hoặc là jack cắm có vấn đề. Anh em không cần phải lo lắng gì nhá. Tiếp đến là về khả năng chống ồn thì mình đánh giá rất cao nhà Rode khi mà làm một cái bộ lọc gió như là khả năng chống ồn của nó rất là tốt. Để rõ hơn thì bây giờ mình sẽ cùng anh em ra ngoài thực tế trải nghiệm khả năng chống ồn của nó nhé. Ok, hiện tại thì mình đang ở dưới sân chung cư, có khá là nhiều gió cũng như là nhiều xe cộ đi lại. Ở bên kia thì nhà hàng xóm còn đang khoan tường cơ. Không biết anh em có nghe thấy không? Anh em cùng trải nghiệm nhá. Anh có thấy tóc mình bay không? Gió to cực. Hơi lạnh. Và bây giờ thì mình sẽ test cho anh em một khả năng nữa trên chiếc micro này. Mình đi chạy ra phía đằng xa kia, thậm chí là mình ngồi vào trong ô tô luôn, nó vẫn có thể bắt được sóng. Anh em thử nhá. Và đây, như các bạn thấy thì mình đang giữ khoảng cách khoảng 15 đến 20 mét so với chiếc máy ảnh của chúng ta. Bây giờ thì mình sẽ đứng ở góc khuất.
Rồi tiếp đến thì mình sẽ đứng một khoảng cách xa hơn. Rồi như em có thể thấy thì nếu mình đứng xa quá khoảng 35 đến 40 mét thì nó mới mất tín hiệu. Thậm chí đó là cách khoảng 3 đến 4 bức tường dày như thế này. Khi mà chúng ta quay phim ý, thì không thể tránh khỏi việc là có tiếng ồn xung quanh cũng như là địa hình lởm chởm, môi trường khó khăn. Nhưng em có thể thấy sự bá đạo của chiếc micro này. Em thấy sao? Comment ở phía bên dưới nhé. Về thời gian sử dụng của chiếc micro này, sau khi sử dụng được vài ngày thì mình đánh giá là con này có thể sử dụng được liên tục trong khoảng từ 6 đến 7 tiếng đồng hồ. Và anh em có thể sạc trong chỉ khoảng từ 15 đến 20 phút thôi. Với thời gian sử dụng như thế này và hiệu năng rất là tốt thì anh em sẽ có thể yên tâm về mặt chất lượng âm thanh, đảm bảo cho anh em khi mà quay phim thì sẽ không bị ngắt quãng file âm thanh nữa nhé. Tổng kết lại video thì chúng ta sẽ có phần thiết kế rất là nhỏ gọn, sang trọng, cầm vừa tay và cũng không quá nặng. Rồi tiếp đến là về chất âm thì mình đánh giá chất âm rất là trầm, ấm, nghe rất là bắt tai. Về phần lọc gió thì mình đánh giá em Rode này có khả năng lọc gió và chống ồn rất là tốt, như anh em đã thấy ở video test mà mình vừa trải nghiệm. Về khả năng bắt sóng xuyên vật thể thì anh em có thể thấy là một tính năng rất là tốt ở trên chiếc Rode 2 này, giúp anh em có thể quay ở những môi trường phức tạp như là có vật cản thì anh em sẽ không phải lo lắng bị mất sóng hay là bị cắt âm thanh gì cả. Tóm lại trong khoảng giá 7 triệu đồng thì anh em sẽ có một chiếc micro hiệu năng tốt, thiết kế đẹp, nhiều chức năng mới cũng như là nhiều chức năng rất là bá đạo, khả năng xuyên tường cũng như là lọc ồn rất là tốt. Anh em thấy sao? Hãy comment ở phía dưới để cùng bàn luận nhé. Còn nếu anh em muốn sở hữu cho mình chiếc micro này thì hãy click ở phía dưới phần mô tả, mình sẽ để link ở phía dưới cho anh em. Cảm ơn anh em đã xem hết video này. Nhớ like và subscribe cho channel của Tokyo Camera nhé. Tạm biệt anh em.